chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về cái vụ mà ông giám đốc ở ngoài Quảng Nam á các bạn, mà đi lái ô tô đi trộm 38 con chó nè. Thì ngày hôm nay nè đã khởi tố ông giám đốc này rồi. Cụ thể, khởi tố giám đốc công ty lái ô tô đi trộm 38 con chó ở vùng cao ở Quảng Nam. Trong đêm, Ngô Bá Phát, người từng làm giám đốc công ty cùng đồng bọn đã lợi dụng sơ hở để trộm 38 con chó ở các tỉnh miền núi ở Quảng Nam. Ngày hôm nay ngày 16 tháng 11, Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Bá Phát, 33 tuổi, trú ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên ở Quảng Nam về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, từ lời khai của Phát, lực lượng chức năng đã truy xét xác định thêm hai đối tượng là đồng bọn của Phát cũng đi theo mà ăn cướp trong đêm này nè các bạn. Trong đó Phan Thành Tỉnh, 31 tuổi, đã đến trình diện vào đêm 14 tháng 11 rồi, kẻ còn lại vẫn chưa tự giác đầu thú, vẫn còn đang trốn. Công an huyện Đông Giang đang tạm giữ hình sự và củng cố hồ sơ để khởi tố Phan Thành Tỉnh về hành vi trộm cắp tài sản. Nhiều báo chí đã đưa tin khoảng 3 giờ ngày 31 tháng 10, lực lượng công an xã Cà Giang, huyện Đông Giang và lực lượng dân quân tại chỗ đã tổ chức mật phục vây bắt nhóm đối tượng có hành vi trộm chó của người dân. Tại đây, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khống chế Ngô Bá Phát khi đối tượng này đang chạy xe ô tô mang biển kiểm soát 92A24740. Ngoài ra, khi phát hiện lực lượng công an, hai kẻ đi chung đã lấy xe máy tẩu thoát. Qua kiểm tra, trên xe ô tô Phát cầm lái có chứa 38 con chó, đây là những chú chó bị Phát và đồng bọn bắt trộm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ bộ mà kích điện để bắt chó trên xe ô tô luôn. Được biết, Ngô Bá Phát từng làm giám đốc công ty Mai, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid làm ăn thua lỗ nên Phát đã nghỉ và nảy sinh ý định trộm cắp. Đó, các bạn thấy không? Bởi vậy giờ kinh tế khó khăn cho nên trộm cắp hoàn thành đủ thứ nơi hết trơn. Đến nỗi giờ giám đốc mà còn đi ăn trộm chó nữa các bạn, không hiểu như thế nào luôn.